Chào các bạn, chào các bạn yêu tử vi Sáng nay sẽ là một lá số tử vi cho một bạn nữ Bạn này thì cho cái ngày dương lịch là ngày 1 tháng 9 năm 1988 Mình là âm dương nghịch lý, cục sinh mệnh và thân cư phu thê Tại vì mình sinh vào giờ tỵ mà Cho nên đây là cái giờ mà những người mà thân cư phu thê Đầu tiên mình đó là âm dương nghịch lý con gái mà âm dương nghịch lý ấy, thì cuộc đời của mình lúc mà còn bé hồi nhỏ mình nó hay gặp nhiều cái vấn đề nó không có được may mắn nhưng mà cục sinh mệnh á thì mình là người có ý chí mình có người là người có nghị lực và thì sau này cuộc đời của mình nó sẽ nó sẽ hạnh thông hơn nó sẽ may mắn hơn là cái cuộc đời sau này mình lớn lên đó, thì nó sẽ may mắn hơn à, mình thì là người uh, gái nhưng mà thân cư phu thê mình rất là thích uh, yêu chuộng cái cái uh, hay suy nghĩ nhiều về cái vấn đề hôn nhân à mình là cái người mà thích được có một cái mái ấm gia đình yêu có một cái người chồng có muốn có một cái điều đó là cái điều ấp ủ cho bản thân mình ấy. nếu mà nói về hạnh phúc ấy, là mình là người phụ nữ giống như là của gia đình ấy. mình thích có chồng có con muốn có một cái mái ấm gia đình muốn có một người đàn ông lo lắng muốn có một cái 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 tổ ấm của riêng mình thì đó là những người cái xu hướng của họ là họ hướng về cái đó nhiều ở những cái đời sau của mình nha và kế tiếp nữa là mình là mệnh mình đứng ở cung mão thì mình có cái bộ gọi là liêm phá thì chị đã nói ở mấy cái bài trước về à, cái bộ sao liêm phá thì em có thể nghe lại nhưng ở đây chị sẽ nói những cái điểm mà chị chưa nói về cái bộ liêm phá và cái mệnh của mình thì dĩ nhiên lá số của mình nó khác như người ta thì nó có rất là nhiều điểm nó khác nhau nó không có giống nhau thì đầu tiên á là mình là người mệnh mộc thì mình ăn nhiều ở cái bộ cái con phát quân nhiều hơn là con con liêm chinh, tại vì con liêm chinh nó thuộc hành 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 hỏa, nó thuộc cái dạng giống như là đào hoa tinh á, mà hóa khí của nó là tù. Còn con pháp quân á, thì nó thuộc cái dạng như là về hao tinh, nó cũng thuộc hành thủy. Cho à, nên thủy nó xanh mọc, nó xanh nhiều cho cho cái bản mệnh của mình. Ok. Cái bộ liêm phá mà đứng tại mệnh của người phụ nữ mà cung mão thì cái tính tình của mình là nó hơi, um, um, tại vì nó, đây gọi nó gọi là tinh hồn của nó gọi là linh hồn các cho nên cái con liêm chinh nó hơi có cái tính nó hơi gọi là hơi um, hơi thiện ác nó đi chung với nhau à, mình là một con người cái tính nó hơi hơi complex một chút tại vì mình đứng trong cái bộ uh, sát phá liêm tham á, thì đây là một cái bộ nó chủ rất là mạnh nó, nó, nó có nó rất là nhiều thế mạnh ở trong đây nó là một cái sự hỗn hợp giữa bộ sắc phá liêm mà đi chung với bộ tử vi cho nên đây là nó 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 là một cái sự bao gồm rất là nhiều cái cái tính tình của mình à, mình có thể nói là mình là một cái dạng người mà gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng mệnh của mình nên là đứng cái thế thanh long đò, trực phù nhưng mà thân của mình là thân phúc đức cho nên đó, em đó là em rất là dễ bị cái trường hợp là em em À, mình đứng giữa hai cái ngã là nhiều khi mình không biết mình là con người thực dụng hay là mình sẽ là con người người chủ động làm những cái điều tốt ha. là mình rất là dễ bị tiền bạc rất là dễ bị cái môi trường bên ngoài nó cám dỗ nó làm cho mình nhiều khi mình bị cái chữ tham á, tại cái liêm chinh nó cũng gần giống như là cái con sao tham lan để một ngày nào đó chị sẽ nói về cái bộ liêm chinh riêng và con tham lan thì các bạn nào mà yêu thích bộ môn tử vi á, các bạn sẽ thấy cái sự khác biệt giữa liêm chinh và tham lan mặc dù nó vẫn có những cái tương đồng với nhau nha à, thì cái người liêm chinh ngũ hành của nó là đinh hỏa nó thuộc cái dạng như là bắt đầu tinh nó thuộc dạng linh hồn nó hóa khí của nó là tù tinh bản tính của người này là bản người thiện ác có đủ hết trong người luôn <laughs> nhưng mà từ hồi nhỏ những người mà có bộ liêm phá giống như, như em á, thì cái tính tình của mình là mình gặp rất là nhiều vất vả hồi lúc con bé tại vì cái người mà liêm phá nó chủ về hao tán nó chủ về sát à, mình mình hình khắc với lục thân ấy, là bố mẹ anh em rồi kia là mình cũng khắc với họ cho nên những cái người đó thường thường là lúc trẻ là họ gặp rất là nhiều những cái sóng gió cuộc đời nhưng mà hay một điều là ông trời Ông lấy đi những cái đó ổng lại cho mình một cái nghị lực để mà mình hả những cái năm đó lại là những cái năm mình vượt qua được những cái trở ngại đó đó. thì sau này mình sẽ có những cái thành tựu trong cuộc đời của mình nhưng mà chị khuyên em á là vì cuộc đời của mình đã trải qua nhiều cái gian khổ trải qua nhiều cái vất vả sóng gió mà có nhiều khi mình kể người khác không dám tin luôn á là cái cuộc đời của mình thường nó bị như vậy thì sau này mình lớn lên á mình sẽ xem trọng cái sự hưởng thụ vật chất lắm à tại vì mình hồi bé mình không có cái đó thì lớn lên mình hay quan trọng điều đó thì có thể có khả năng là mình kiếm tiền mình bất chấp thủ đoạn đó thì vì lý do đó mình dễ bị lợi dụng cái lợi lộc nó dụ dỗ mình. À và mình có cái máu mình hơi mạo hiểm nha, mình thích đầu cơ. Đó, cho nên em mình đánh bài cờ bạc là em cũng có máu ở trong đó chứ không phải không. <laughs> mà nhiều khi chính đánh bài cờ bạc em cũng thắng nữa chứ không phải không, cho nên đây là đó là một cái bộ rất là rất là rất là nhiều màu sắc, nó rất là nhiều tính chất ở trong con người của em. Em là người rất là thông minh. À em rất là thông minh, em rất là giỏi. À nhưng mà nhiều khi cái 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 ưu điểm của em lại là cái khuyết điểm của em ở cái chỗ là khi mình quá thông minh mình lại dễ bị sai lầm đó em nhớ kỹ câu đó mình quá thông minh mình quá khéo lại trở thành người lại thành vụng đấy cho nên cái gì nó cũng nó cũng vừa vừa phải phải thôi thì tự nhiên mình sẽ giữ được cái cái tính chung dung của nó nha à, và nhớ nữa là cái cái tính nóng của mình tại vì mình có hỏa tinh linh tinh tại mệnh á, mình hay bị stress lắm, mình hay bị 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 bực mình bị khó chịu bị stress về công việc á, là tại vì con linh tinh hỏa tinh cho nên là phải tập có những cái, cái 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 lúc nào đó trong đời mình phải ra một những cái kế hoạch làm sao để mình giảm stress nè, à, tập thể dục, uống nước hay ăn ăn uống kiếm những cái thực phẩm hoặc là làm cái việc gì đó để cho nó nó giảm đi cái tinh thần của mình nó nguội xuống, mình nó liêm chinh, nó hỏa tinh nó nóng, con phát quân cũng rất là nóng tính nha Đó à, thì cái những cái bộ sao đó là những cái bộ sao nó làm cho mình dễ bị 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 buồn á ừ. và cái con cái cung tật ách của em là em có hóa kỵ ngộ thiên hư thì em hơi tư lợi một chút trong công việc làm người có hóa kỵ tại cung mạnh cung cung tật ách nó có hay mình mình hay bị thị phi hay bị tiếng xấu nữa cung nô của mình đó thì mình có thái dương cự môn em lại tốt với cái người cái người nước ngoài cái người ở bên nước ngoài họ lại à, họ lại dễ giúp đỡ cho mình họ nâng đỡ mình nhưng mà với cái người mà ở gần mình nhiều khi họ lại hay mình cái như là cái lỗi của nó mà mình lại nhận lỗi cho nó rồi đâm ra cái nhiều khi kiện tụng lại ảnh hưởng đến phim ảnh hưởng đến mình nó có nghĩa là không phải lỗi của mình nhưng mình đi nhận lỗi cho người khác mình hay bị cái trường hợp đó trong cái vấn đề tương tác với những người xung quanh là phải cẩn thận điều đó trường sinh nằm trên đức đức nô thì em em có nhiều bạn lắm em 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 thích quan hệ xã giao rộng lắm à mà cái 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 đại hao nằm cung cung nô nữa là em cũng cũng rất là dễ gặp bạn bè nhưng mà bạn bè đến rồi bạn bè đi người tương tác đến rồi tương tác đi chứ cũng không có không có tụ lại nhưng mà thái dương là nó chủ về động phải không cho nên đây là hình hình tốt với cái phần phần làm ăn với người nước ngoài à, ra ngoài hoạt động tốt à, được cấp trên người nước ngoài nâng đỡ À, nhưng mà cự mô nó nằm đây cho dù nó đắc địa nó vẫn là những cái sự thù oán nha cho nên là cẩn thận những cái thị phi với bạn bè cẩn thận những cái điều đó ví dụ như nhiều khi trong công việc làm mình tốt mình khuyên mình nói thật với người ta nhưng mà chính cái đó sau này nó lại nó lại là cái dây mà nó buộc mình lại cho nên là có những cái là nên có những cái không nên thì giữ ở một cái mức độ trung dung nào đó là bản thân của mình là người thông minh khéo khéo léo lắm mà em có một cái cái khuyết điểm là nhiều khi chính em là cái người rất dễ làm hòa với người khác. Có nghĩa rằng là bây giờ người ta làm lỗi gì với em cũng được hết á. À, tại cung Thiên cái công Thiên di của em là có con sâu Thiên tướng với là em rất là dễ. Nghĩa là ờ um, nghĩa là khi mình mình quan hệ với bạn bè hay bạn người yêu cũng vậy. Cái sự giao tiếp bạn bè của em là em em đặt cái quan hệ nó tốt em thích người ta suy nghĩ mình là người uh, uh, hoạt bát người lanh lẹ người uh, uh, không có chấp những cái chuyện nhỏ cái là chuyện gì mà người ta làm sai em cũng bỏ qua được hết nhưng mà đã khi mà họ đến một cái ngưỡng nào đó mà em cảm thấy không được nữa là cái người đó chết với em cho <laughs> nên là nhiều khi mình mình khi mình khéo mình khéo quá còn đến khi mình nóng mình chịu hết nổi rồi là bên kia nó cũng không nó không biết được từ đâu ra luôn thì cái này nó nó bị là khái quá thì mình nên mình nên chung dung nó lại có nghĩa là nhiều khi mà em cũng không cần phải phải quá quá nghĩa là hiểu cho người ta nhưng mà đến lúc mà mình đến một cái chỗ nào mà nó 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 đạp đầu mình chịu hết nổi là coi như là mình 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 đến đâu đến với nó luôn á, thì lúc đó nó lại nó lại hơi bị hơi bị à, hơi bị không tốt với mình đúng không thì ở đây mình hiểu được điều đó thì mình mình chung dung nó lại một chút để, để nó hóa thì nhưng mà cái cung thiên nhiên của em lại có đào hoa à, văn khúc là cái em là cái người phương ngẫu của em sau này luôn á là cái người mà họ họ có quyền thế à, lại là cái người mà mình cũng hơi thích về lợi lộc mà văn khúc mà đóng cung thiên nhiên mình đa tình lắm à mình đa tình lắm mình 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 yêu ai mình thích cái điều gì mình thích cái sự nóng bỏng không mình là người rất là có cá tính à, mà mình lại tính của mình là mình không thích mắc nợ người khác đâu Đấy, con gái mà tính giống con trai Nó khá phong phú, mạnh mẽ, cảm tình Nhiệt tình lắm Nhiều khi mà nhiệt tình tới nỗi mà mất lý trí luôn ở Trong tình yêu, tình cảm cũng vậy Cho nên cái này là nhiều khi chị nói là chứ Em đi quá một cái gì nó lên cao quá Cái đến khi mà em 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 chán em ghét cái chuyện đó Rồi em trở thành lạnh lẽo, lạnh nhạt Coi như là bất cần luôn à, Thì nó trở thành hai cái Hai cái trường phái nó hơi hơi đối lập lẫn nhau cho nên bây giờ mình mình cố gắng làm sao mình học tử vi mình hiểu tử vi mình mình dung hòa cái tính chất đó lại để cuộc đời mình nó nó tốt hơn nó nó thành công hơn à, và rồi có một cái nữa là chị thấy trong cái lá số của em có điều rất là buồn cười đó, là tính em á em không nói thì thôi nhưng mà nhiều khi em lại đi hành động cái chuyện đó đấy cho nên là nó cũng nó cũng làm cho nhiều người, người ta cũng hơi hơi ngạc nhiên với nhiều khi những cái 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 tính của mình ha mình cũng nhiều khi mình cũng rất là là hiếu động mình không có câu nệ những cái tiểu tiết nhỏ đâu mình tính mình như vậy đó đàn bà hay lắm à, chỉ vì những cái lý do đó mình dễ thành tựu trong cái cuộc sống của mình thì cái tính như vậy là tính tốt mình thẳng tính à. mình mình nhanh miệng à, mình cho nên lúc những cái lúc mà cần phải đầu cơ hay làm ăn cái gì đó em rất là sáng suốt em làm rất là nhanh và vì những lúc đó cái cung tài bạch của em nó cũng có những lúc mà làm cho em phát luôn à, hay cho nên là những cái tốt và cái xấu luôn luôn nó hay đi đi xong với nhau trong cái cuộc đời của em, tại chính những cái tính hay đó, tính nhanh nhẹn, tính thông minh đó làm cho mình phát, và cũng nhiều khi mình quá giỏi quá thông minh về cái điều đó, nó lại làm cho mình trở thành vụng. cái người mà khéo quá, nhiều khi mình làm cho người ta sợ mình, đó. hoặc là cái người mà tỏ ra lúc nào cũng biết hết tất cả mọi thứ, cái gì mình cũng biết hết, tự nhiên cái người ta, người ta gặp mình cái người ta đề phòng mình. Đó. cái đó là cái vụng ý chị đang nói là cái đó. cho nên là nhiều khi ở đây mình phải um, thể hiện là tốt nhưng mà nhiều khi mình cũng phải để một cái cái chỗ trống nào đó cho người ta người ta được lẫn chung với mình nữa à, thì mình sẽ thành công hơn thành công hơn nữa à, chị biết là lá số của em là sau này phần về cái uh, chung vận về sau của em á, là những cái năm kế tiếp đây nè à, năm năm sau thôi là em đã vào cái cái hạng tốt của em rồi cho nên là chị muốn uh, giống như là các cái duyên này chị em mình nói chuyện nhau chị cũng cố gắng là chị nói thêm để em hiểu cái cái uh, thế mạnh của mình và cái thế yếu của mình để cuộc đời em nó còn thành công hơn nữa nha à, nhìn đây là thấy là rõ ràng cuộc đời của em từ những năm hai mươi nè đi qua cung huynh đệ nè đi qua đến cái cung vừa rồi là từ 22 đến 32 mươi năm giờ là em đã dùng hết tất cả những cái cái khả năng của mình tu luyện cho bản thân đa tài đa nghệ đầy đủ các thứ luôn để mà chuẩn bị cho cái năm kế tiếp đó là chị thấy uh, mệt mỏi từ lúc bé cho đến lớn vừa rồi đó là những năm vừa rồi em cũng rất là là có nhiều cái um, cô đơn ấy, buồn có những cái trầm cảm cũng có đấy là những cái mà mà chị thấy em vất vả đi qua nhưng mà đây là những cái điều mà mình tu luyện thôi cuộc đời của mình ai cũng phải có những lúc mà để uh, cố gắng đợi một cái thời điểm để mình phát huy được cái khả năng của mình để mình uh, khẳng định mình là ai với xã hội những lúc đó nó cần có thời gian những cái năm mình để mình 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 rèn luyện cho bản thân mình thì những lúc đó là những cái thời gian vừa rồi em đã làm rồi thì chuẩn bị những năm kế tiếp trong tương lai là em sẽ đến những cái lãnh những cái chỗ mà em có khả năng để thể hiện mình hơn vì mình đã có kinh nghiệm những cái cũ bây giờ mình thực hiện được cái mới của mình nha và hỏi cái hai câu hỏi của em á em hỏi về em quan trọng nhất là về hôn nhân và sự nghiệp thì cái đầu tiên á là cái cung phu thê của em là cái cung phu nó không có trao chính tinh nha có thiên khôi quốc ứng, địa giải thiên giải phúc đức quả tú phá toái nằm đây nằm trên đức tướng quân á thì em á là cái mệnh sắc phá liêm tham cung phu của em nó không có chính tinh á thì thật ra em rất là dễ rất là dễ uh, lấy những cái anh chàng nhỏ tuổi hơn em <laughs> đó là cái điều đầu tiên à, một là bằng tuổi mình hai là nhỏ tuổi hơn mình. À, có khả năng là em quen những người lớn tuổi hơn nhưng mà khi mà lập gia đình có khả năng là em sẽ lấy cái người nhỏ tuổi hơn em à, hoặc là bằng tuổi em thì nó như như nó hợp với em hơn kế tiếp á, nữa là mình có cái con bộ sao à, vũ khúc tham Lang nằm cung quan lộc á, thì cái người chồng của mình là người rất là đa tài mà cái người này thì họ chủ về cái sự gọi là um, sự nghiệp à, lãnh đạo nè, cái người họ có cái tính họ thích hưởng thụ lắm. à họ hơi thật dụng một chút xíu nha à, mà cái con cái con sao um, con sao vũ khúc thâm lan đó là cái sự gọi là gọi là đạo đức mà trong cái sự nguyên tắc cho nên là nhiều khi em mới lại thích mấy cái anh chàng mà nó hơi cái tính giống như là bướng bỉnh cố chấp nhưng mà em lại thấy cái điều đó là cái điều dễ thương okay, tính em nó ngộ vậy cho nên là cái điều nó cũng hơi hơi trong cái cung mệnh của em em nhìn thấy cái tính cách mình cũng hơi hơi thấy đặc biệt à, em là người rất là thích cái người bạn trai của mình là cái người nghiêm túc nha à, em thích cái bạn cái người chồng của mình phải là người có có chủ kiến tốt vững vàng à, mà cái bối cảnh của người chồng tương lai của em là cái người bối cảnh nó chênh lệch với bối cảnh của mình ở à, chung chữ chênh lệch đây có nghĩa là uh, uh, một là người ta có gì ở rất khác mình ở, cái sự gọi là xuất thân hai là mình rất khác người ta ở một cái điểm gì đó nghĩa là hai cái sự chênh lệch ở bối cảnh với nhau giữa cung phu của em và cái cung trong tam hợp của em thì là lá số tử vi nó hiện lên như vậy à, hoặc là hoặc là em thích một cái người đàn ông nó phải có cái bản lĩnh và tài chính đấy nhưng mà khổ một điều là em có làm sao quả tú nằm cung phu mà vũ khúc á thường thường á, nó hay rớt vô cái tình trạng là em để ý cái này trong tương lai đó, là nhiều khi nó có tiền mà chưa chắc cái tiền đó nó cho mình xài nha cho nên là phải cẩn thận cái điều đó mà mình là cái tính mình cũng dễ bị lợi lộc nó dụ dỗ lắm tại mình đi cái thế liêm chinh á, mình tham cho nên là nhiều khi mình mình dễ bị cái đó nó, nó 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 ảnh hưởng mình mình nghĩ là ngon nhưng mà thật sự khi lúc bước chân vô thì nó không có giống như mình nghĩ cho nên em phải thận trọng cái vấn đề đó cái kế tiếp nữa là trong cái vấn đề mà công việc của em em hỏi á, thì cung quan lộc của em á, thì em là người có rất khát vọng rất là nhiều trong cái vấn đề quan lộc tại vì tham lan mà nằm cung cung quan là mình có rất là thích làm à, mình thích khẳng định cuộc đời mình Mình rất là nhiệt tình với công việc Mình là người EQ rất là cao đó mà em sẽ thuận lợi về những cái nghề ví dụ như là về nha khoa y tế hoặc là em những làm những cái nghề giống như tháo gỡ xe hết đó em cũng làm được hay tháo gỡ thuyền có nghĩa là có những cái nghề mà tự nhiên em em rất là giỏi về cái đó mà em rất muốn nhiều nghề để làm em không có thích làm một nghề đảm bảo với em là em là cái nghề này nghề thứ bao nhiêu của em rồi mà trong tương lai em còn sẽ đổi tiếp nữa em rất là giỏi về ngoại khoa cắt tóc em rất là tuyệt vời nha mà em lại được cái cái cách giỏi là em có thể rời xa quê hương mà em nắm quyền được ở ngoài luôn tại vì cái cung tài của em có tử vi thất xác mặc dù nó gặp tuần nhưng nó vẫn ok đấy em giỏi quản lý tài chánh hơn là giữ tiền ý có nghĩa rằng là khi mà em vào công ty có thể là em lấy tiền của em dồn vô công ty để em làm À, em cũng em cũng thành công mà em có cái cách gọi là em phát một cách đột ngột nhưng mà trước khi em phát chữ phát đây có nghĩa là giàu đó thì em phải trải qua một cái phong ba rất là lớn trong đời của mình mà những cái năm đó là những năm kế tiếp đây nè những năm kế tiếp của em những năm sắp tới chị sẽ nói thì đó những lúc mà em em sẽ cảm thấy em rất là buông ba vất vả nhưng mà sau cái đó là em sẽ phát lên rất là mạnh à, cái số của em là giàu về lúc già chứ không có lúc trẻ thì không có à, lúc trẻ thì lúc nhỏ mình mình khéo mình giỏi lắm nhưng mà mình không có nhờ được ba mẹ mình không có nhờ được anh em mình giống như là mình có cái duyên nhưng mà nó không có nó chỉ đứng ở đó thôi chứ nó không làm gì được cho mình hết đó nên năm ra là mình sẽ tự tự mình là cái người phải vượt lên tất cả làm hết cho bản thân mình em là người rất là cứng rắn em có tính của em cũng hơi có một chút phiêu đảng ở trong đó tại con sau liêm chinh đó, nó hơi có một tí đào hoa trong đó nha cho nên cái tính hiếu động hiếu động của em nó dễ thành tựu nhưng mà cùng lúc đó nó dễ làm cho mình bị bị giống như là cái gì mà nó quá thì nó hay nó hay À, đến khi mà nó lên cao quá thì nó hay tuột dốc nhanh thì cái đó mình phải mình phải chậm lại cái đó nữa à, mình có một cái nữa là cái cung tật ách của mình á chị nói này để em hiểu thêm về tử vi nó mình 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 tốt hơn á là em hay có cái phần đau khổ về nội tâm nha thì cố gắng cái này chị khuyên là kiếm bạn hay là kiếm một cái gì đó để mình 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 suy nghĩ nó nhẹ nhàng đi hóa kỵ làm công tật có là nhiều khi mình còn có những cái điều mình buồn trong lòng mình bị tâm bệnh á mình không có giải thoát được thì cái này nó dễ làm cho mình già nhanh hay làm cho mình bị bị cô đơn á thì là là cố gắng cái đó là bị mình cái đó phải làm các cách để cho nó hóa giải nó rồi um, um, học tính bỏ qua nha học tính bỏ qua mặc dù em là người rất là thông minh em là người nóng tính á, nhưng mà em có cái tài hay là thằng nào nó nóng hay đứa nào nó nóng em có thể giúp nó được <laughs> cái này là cái tài của em giỏi cái đó lắm có thể là tại vì mình đã biết cái cảm giác nó như thế nào cho nên mình thông cảm được với người ta nhớ? nhưng mà mình phải học cách luôn là nhiều khi 10 người em gặp trên cuộc đời 10 người yêu hay là 10 người bạn 10 người mình quen mình may mắn lắm á, thì mình gặp được ba người, người ta hiểu mình ok năm người kia người ta chung dung có nghĩa là người ta chỉ có lo cho bản thân người ta rồi không đụng đến cái gì thiệt thòi với người ta người ta không có người ta mới mới lên tiếng thôi còn bình thường họ không khen mình còn hai người còn lại là cứ ý người ta luôn luôn là người ta chăm chích người ta phá mình cho nên ông chờ ông sanh ra như vậy thì mình nên nhớ là không phải ai mình cũng có thể làm cho người ta vui được thì bản thân mình học cái cách là hoan hỷ bỏ qua không so đo à, thì lúc này mình mình sẽ rất cung phúc đức của mình rất là tốt tại vì cung phúc của em có cô thần thiên không á thì chị sợ cái cái tính của mình nó làm cho mình hay bị hay bị nội tâm nó bất an á thì chị khuyên em như vậy mà em là người rất thông minh, IQ em cao lắm Rất giỏi, uh, hiểu ý người ở bên ngoài, ra ngoài đường, ai sao sao Em giỏi hiểu tính người ta lắm, em đoán được hết, em biết hết Đó, cái này thì chị không cần phải nói nữa Cho nên là là bình tĩnh trong đó, đừng có ầm ĩ lên Khi mà em nóng giận chuyện gì mà đến một cái, cái cỡ nào em chịu hết nổi là em lên cơn á Là cái này chị thấy luôn ở cung tự ách của em Cho nên là chị, chị nhắc trước như vậy nha Rồi... Um, đó là cung quan, cung tài Chị trả lời hai câu của em đi Đường hôn nhân của em Là cái người chồng tương lai của em Sau này là người rất là có điều kiện Em thích những cái anh chàng Mà phải Có cuộc sống Mà gọi như là biết mình làm gì à, Mà cái à, à, Chuyện gì cũng làm được là Em thích người đàn ông cái Kiểu như vậy đó Em có cái đó luôn em, em lấy được cái điều đó Nha Và cái kế tiếp nữa là Cái năm sau của em Là năm 32 tuổi Bây giờ là em 32 nè Là năm nay là em có ý định Muốn đi xa chị thấy cái này còn xanh con sanh con đẻ cái cũng từ năm 33 trở đi thì năm 33 là em chắc chắn là em đi là năm sau và chị thấy em có có phượng cát giải thần hóa quyền nằm đây em thay đổi nhà cửa nhiều lắm sau này em sẽ có hai cái nhà một cái nhà ở đây một cái nhà bên kia mà có cái điều mắc cười nữa là, là cái này là tự nghiệm lý thôi tử vi sao thì chị nói vậy hai cái nhà có hai người đàn ông đó cái kiểu cái kiểu vậy nữa rất rất là rất là buồn cười và cái cái cung cung cái cung điền của em đó, nó rất là tốt. Nếu mà sau này em thích mà buôn bán về điền Trạch cũng được. Em thay đổi nhà trong cuộc đời mình ít nhất 5 lần. À, ít nhất nha là 5 lần trong đời mình mới yên được cung điền rất là nhiều. Nhiều nhiều thay đổi. À, và kế tiếp là năm 33 là em đi xa. 34 là có khả năng lập gia đình rất là lớn. Rất là nhiều sao đào hoa trong đó. Đấy. Năm 33. Chị nói tuổi âm nha. Bây giờ tuổi âm của em là 32. 32. 33 đi xa, 34 có khả rất lớn khả năng lập gia đình rồi những năm đó là những năm rất đẹp. Nếu em muốn lập gia đình có con từ những năm 32 đến 42 là những năm phát triển mạnh của em tại vì em gặp bạch hổ ngộ tấu thư nó gọi là hổ mang hòm sắt á. Những cái thời gian sắp tới của em sau này nè, em sẽ thấy em không có còn bây giờ là em là những cái người lanh lẹ nói chuyện giỏi, nhưng mà những cái năm sau trở đi á là em còn nhanh hơn bây giờ gấp cả trăm lần vậy nữa em nói chuyện coi như là có bài bản thuyết phục luôn diễn thuyết rất là hay luôn tại vì cái người mà bạch hổ ngộ tấu thư là cái gọi là cái người mà có tài hùng biện luôn á cho thiên hạ nó phải nghe mình ưng ân quan thiên quý là ông trời ông giúp đỡ mình đứng vào cái thế thái tuế của mình mình bôn ba vất vả nhưng mình sẽ chiến thắng đấy cho nên từ 33 mươi tới bốn là những năm phát của em khi em đến 42 tuổi á là những năm đó là em có thay đổi rất lớn trong cuộc đời về tiền bạc này kia cũng rất là hạnh phúc thì chỉ nói cái lá số này là lá số phát về vận sau của cuộc đời chứ không có vận trước nha đó là trả lời những câu hỏi của em và cuối cùng thì chị chúc cho em được nhiều hạnh thông em đi nước ngoài rất là tốt em là người rất thông minh có rất là nhiều cá tính nó rất là đặc biệt đây là một trong những cái người mà có cái lá số mà chị thấy cá tính gọi là nó nhiều màu sắc nhất em thần cũng được mà em thành quỷ cũng được, nó đây là cái người mà thiện ác là có chung ở trong người luôn á. À, nhưng mà bởi vì nhìn thấy cái lá số là mình hiểu cái cuộc đời từ bé như thế nào, lớn lên sao và bây giờ dẫn đến mình trở thành con người như thế này thì chị chỉ khuyên á là cái gì mình cũng nằm ở trong cái mức độ chung dung thôi nha và cố gắng tập tính cho nó bước đi cái nội tâm của mình cho nó nhẹ nhàng thì cuộc đời em sẽ còn thành công hơn nữa. Và cuối cùng thì chúc cho em gặp nhiều vui vẻ, à, sức khỏe tốt gặp được nhiều cái an an bình trong cuộc đời à, chào em